con cơm, buôn chất nước, buôn cái chỗ mà đã đi ra á, cái đó gì buôn đó khốn nạn phải. Lâu quá không chạy xe con được ngày quá. Cái mà bữa nhất là hồi nãy đá cái bọn về không no luôn. Đá sống luôn nè. Đá phát về no luôn. ABS là nó sẽ có cái lỗ để chúng ta bắt cái đĩa này vô nha các bạn. Bên kia là không có nha. Muốn nâng cấp lên là phải thay cái cặp vành luôn. Ha. Chung là muốn chơi là phải chơi lên hẳn ABS luôn. Rồi cái bản ABS thì nó sẽ sử dụng chain sin tie của Đài Loan. Ha. Còn bên không ABS á là sẽ sử dụng IRC của Inu á. Rồi mấy cái phiên bản mà ABS á là sẽ, con heo dầu nó sẽ sơn màu vàng. À, cái bản camo bên kia nó cũng màu vàng các bạn. Rồi bản thể thao là heo dầu nó sẽ sơn màu bạc. Tất cả các phiên bản thì cái Oppo nó sẽ là đa số các phiên bản trừ phiên bản đen nhám thì cái Oppo nó sẽ là màu bạc. Đen nhám sẽ sơn cái Oppo màu xám. Xám hợp kim nhìn đẹp ha. Rồi cái đĩa thì bây giờ nó Honda sử dụng đĩa Fujiko. Heo dầu thì vẫn là Nissin thôi. Rồi tất cả các bảng màu thì mình thấy đều sử dụng phục sao màu đỏ hết nha. Chơi chung một màu cho nó dễ. À, dưới lường là nó có chữ Winner X luôn. Chắc chơi dữ thiệt. Đây chơi cái bình gần quá nha. Nguyên nghe học nguyên cái khu dàn điện trong đây nè đó, cầu chì bình ắc quy than ốc rồi cả xẹt 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 lửa con ốc cả đường. Mòn ốc này trước rồi than ốc này. Than ốc khác vô. Rồi Winner đời này thì nó chơi cái cục này ở đây rồi. Cái chân này ở đây nên nó loại bỏ cái cần khởi động luôn. Mà để đạp nổ được chiếc xe này cũng hơi khó, hơi nặng. Đây
Đây là một chùm mát, chùm dây điện mát nè, mát sườn. Bản thể thao á, nó dán mấy cái tem này nè, nhìn chắc chắc xịn xịn sao. Đây giống mấy cái mã coach. Cái cổ bô á, nó vẫn để cái cảm biến oxy ở đây, nó không có làm trên cái đầu máy, không có làm trên cái nắp máy giống như là mấy hàng nghẹt. Nên muốn thay cổ bô này kia hoặc là phải chế thêm cái này nữa, làm y chang vậy. Nói chung các bạn mua về, các bạn mua chai sơn chống cháy bằng sơn là một lớp nữa, là đĩa thì nó xài, nó làm như đĩa bông, như đĩa kiểu luôn, trước sau đều bông. Có các bạn thích bông hoa à, cái phuộc nè, nó làm cái bát để gắn cái con heo dầu luôn. Khúc này mà nó khúc này giống như mấy chiếc cái phuộc upside down các bạn. Khúc này là khúc phuộc nè, cái khúc ti, khúc trên đây là khúc vàng vàng. Này chơi dán nha, chứ không phải là chơi có thể gắn ở trong đây được luôn. Mình thấy có cái clip kia nó gắn bằng cái bát sắt được luôn, bát của nó đổi đầu à. Cái bên Honda Hồng Đức á, nó gắn được á, nó sẽ có cái cục ở ngoài đây luôn. Mình mua tên hình như nãy mình hỏi công lắp ráp là khoảng lắp ráp với tiền phụ kiện luôn là 300 mấy á, cầm mà bán rồi nên mình không quay được à. Tay nhanh nó là cứng nha các bạn. Bạn đừng có lo nó gãy, chỉ xúc ra thôi, xúc ra thì mình dặn vô được. Ừ. Nhanh sao không tội gì đâu, nhanh trước á. Rồi đồng hồ thì đồng hồ tương tự như của CBR 150. Mở cốp này, mở rồi ha. Đó cái cốp, cái bùa e, cái lồng bự ở dưới đây là sẽ có cái số khung của nó che ra kính, mà không biết nước nó vô động nó có bị sét không à, chắc sét. Cái tay giắc này nè, mấy cái tay giắc thường mình chế mình cắt thì ở chính giữa nó đâu có phần liên kết đâu, còn cái này là nó có liên kết nè, nó sẽ chịu lực nhiều hơn. Ở chỗ dặn nắp xăng này nó có cái miếng mũ nè, mình dặn mà không có bị chạy cái xăng, bình xăng. Đây mình dặn ấy sẽ có nghiêng ngón tay nè, dặn không kỹ là nó sẽ bị chày nếu không có cái lớp bảo vệ cao su này. Còn cái này thì nó cũng không có phải là rung lắm đâu, cũng cứng, yêu cầu cái đuôi đèn này nó cứng là được. Còn trên đây thì nó sẽ không có bị dỗ lên tới. Cùng lắp nhát silicon thôi. Ờ. Không thì cứ chơi silicon làm tới thôi. Má được cái tay giác đảo á. Đem qua đổi xe tao nha. Được. Xài nút mũ nè, nút bấm. Bấm vô để mình lấy ra. Rồi để coi trong cái túi đồ nghề nó có gì trong đây. Có lục giác,
vét 5 ly hay 6 ly gì vậy. Điếu dạng bogey với cây cà lê 10 với 14 không ta, đúng rồi 10 14. Ngồi đậy nắp lại. Mưa chuẩn bị về các bạn ơi. Có chạy thử không ba, chạy thử lại. Rồi. Các anh khác ở trên mấy cái kênh YouTube khác đã nói cũng nhiều rồi. Mình sẽ dừng cái clip ở đây. Chào tạm biệt các bạn.